các bạn đã quay trở lại với bản tin chuyền bóng đá. Hôm nay ngày 8 tháng 11, chúng ta sẽ cùng mở đầu bản tin bằng những tin tức đến từ đấu trường C2, nơi mà Manchester United đang thể hiện sức mạnh của mình. Tiếp đón đối thủ là Partizan trên sân nhà, Manchester United nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành của Partizan. Cơ hội nhiều lần mở ra với Marcus Rashford, nhưng mà chân sút số 10 lại bỏ lỡ đáng tiếc. Phải đến phút thứ 22 của trận đấu, tài năng trẻ Mason Greenwood mới cụ thể hóa cơ hội của đội chủ nhà. Nhận đường chọc khe của Rashford, sao trẻ sinh năm 2001 ngoặt bóng rồi dứt điểm khôn ngoan vào góc gần, đưa Quỷ Đỏ vượt lên. MU tiếp tục tấn công và có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt ở 11 phút sau đó. Nỗ lực tranh chấp của Greenwood đã đưa bóng đến vị trí của Anthony Martial. Tiền đạo số 9 đã bình tĩnh, dè dắt bóng rất là kỹ nghệ loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi thọt lưới Partizan, qua đó nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Cả Greenwood và Martial đều đã có bàn thắng. Thấy mình quá lẻ loi nên là Rashford cũng đã quyết ghi bàn cho bằng anh bằng em. Ngay đầu hiệp 2, sau khi nhận bóng từ Ashley Young, anh đã tung cú sút bằng chân trái, tung nóc lưới đội khách. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho Quỷ Đỏ. Đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer xây chắc ngôi đầu bảng L Europa League với 10 điểm sau 4 lượt trận, cùng với đó là tấm vé dự vòng 32 đội sớm 2 lượt. Trận đấu này cũng có một ý nghĩa quan trọng nữa, đó là giúp các fan MU được nhìn thấy ánh sáng mặt trời sau chuỗi ngày dài phải ẩn nấp tại các hang động. Đây sẽ là khoảng thời gian quý báu cho các fan Quỷ Đỏ có thể tìm kiếm tích trữ lương thực, tắm rửa, giặt đồ, thăm hỏi người thân, trước khi rất có thể sẽ lại phải trở vào hang khi mà cuối tuần này họ gặp Brighton tại Premier League. Còn ở bên nước bạn Campuchia, huấn luyện viên trưởng của họ đã tìm được câu lạc bộ mới cho mình. Sau khi kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Melbourne Victory, Keisuke Honda đã đăng quảng cáo tìm việc trên mạng xã hội. Anh từng ngỏ ý muốn thử sức tại Manchester United cũng như là câu lạc bộ cũ AC Milan, nhưng mà không nhận được hồi đáp. Song mới đây, câu lạc bộ Vitesse Arnhem đã bất ngờ công bố chiêu mộ thành công cựu tiền đạo lừng danh của đội tuyển Nhật Bản. Trong thời gian thi đấu cho Melbourne Victory, Keisuke Honda đã nhận lời làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Campuchia từ tháng 8 năm 2018 tới nay. Tuy nhiên, anh hầu như ít khi trực tiếp đứng trên băng ghế huấn luyện của đội tuyển Campuchia mà lại thường xuyên chỉ đạo qua livestream. Anh đã giúp đội tuyển Campuchia có một trận hòa một đều với Hồng Kông, suýt nữa cầm hòa Bahrain khi mà thua 0-1. Nhưng mà dấu ấn lớn nhất đó chính là trận đấu mà Honda của các học trò đã trở thành tâm điểm của bóng đá châu Á khi mà thất bại với tỷ số 0-14 trước Iran. Trận còn lại, Campuchia thua Iraq 0-4. Với việc tới Hà Lan thi đấu thì rất có thể là trong một ngày đẹp trời nào đó, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Campuchia sẽ đối đầu với Đoàn Văn Hậu, cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng mà hoàn toàn có thể trở thành sự thật. Nếu mà điều đó xảy ra thì chắc chắn sẽ rất là hay ho đây. Ở bên Tây Ban Nha thì Real Madrid đang trải qua chuỗi ngày khá tươi đẹp. Mới đây thì họ vừa thắng to Galatasaray trên đấu trường Champions League với tỷ số 6-0. Có lẽ bởi thế mà Zidane đã có những phát biểu khá là mát mồm khi mà tâng bốc của học trò cưng Benzema của mình. Ông nói: "Những con số nói lên tất cả. Sự thật là Benzema đã vượt qua một huyền thoại là Di Stefano. Vị thế của cậu ấy trong lịch sử Real Madrid bây giờ không khác gì Ronaldo." Benzema lúc này đã có 50 bàn cho Real Madrid ở đấu trường Champions League. Anh xếp thứ 3 trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Real ở đấu trường này, chỉ kém Raul Gonzalez với 66 bàn và Ronaldo 105 bàn. Với bàn thắng vào lưới Galatasaray, Benzema cũng trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Champions League nổ súng trong 15 mùa giải liên tiếp. Trước đó thì Lionel Messi là người đầu tiên chinh phục cột mốc này. Ở mùa giải năm nay, cựu tiền đạo của Lyon đã có 7 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 10 lần ra sân ở La Liga. Benzema chỉ kém một bàn so với chân sút đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới La Liga, đó là Gerard Moreno. Kể từ khi Ronaldo ra đi thì Ben Ú đã gánh Real rất nhiều. Trong bối cảnh mà Hazard vẫn chưa thể giảm cân để có thể hòa nhập, Jovic còn rất non và xanh, Bale thì thi thoảng bỏ tập để đi đánh gôn, thì Benzema là người thi đấu nghiêm túc nhất. Cho nên là Zidane cũng có cái lý của mình khi mà phát biểu những điều đó. Suy cho cùng thì nói gì thì nói, một cầu thủ mà đã đá đít được cả Higuain, Morata rồi Ronaldo thì cũng không phải là dạng vừa đâu.
Bayern Munich thì vẫn đang sốt sắng tìm huấn luyện viên mới cho câu lạc bộ. Trong bối cảnh mà huấn luyện viên Park Hang-seo vừa ra hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, thì đội bóng nước Đức buộc phải chuyển hướng sang những mục tiêu khác. Theo tờ Bild, Arsene Wenger đã gọi điện cho chủ tịch Rummenigge để bày tỏ sự quan tâm của ông đối với vị trí huấn luyện viên trưởng Bayern Munich. Nhưng mà vị chủ tịch của Bayern đã từ chối gợi ý của vị chiến lược gia người Pháp. Ngoài ra, tờ Bild cũng cho biết nhiều khả năng là huấn luyện viên tạm quyền Hansi Flick có lẽ sẽ dẫn dắt Bayern trong phần còn lại của mùa giải. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi đầu tuần, Arsene Wenger cũng đã công khai bày tỏ sự quan tâm tới công việc ở Bayern. Trong khi đó thì giám đốc thể thao của Bayern lại cho biết rằng chúng tôi sẽ cẩn trọng, không có áp lực phải chọn huấn luyện viên cho Bayern ngay lập tức. Tôi nghĩ là Hansi Flick là huấn luyện viên phù hợp với Bayern vào thời điểm này. Ông ấy sẽ dẫn dắt Bayern cho đến khi có thông báo mới. Vâng, chắc hẳn là tất cả chúng ta đều nhớ hồi xưa ở Champions League, cứ mỗi khi mà Arsenal của Wenger gặp Bayern thì lại ăn một rổ hành. Trận thua đậm nhất là có kết quả 10-2 sau 2 lượt trận. Vậy mà bây giờ lại mời giáo sư Wenger về dẫn dắt Bayern thì thấy nó cứ xài xài thế nào ấy. Thêm một chi tiết nữa khiến cho Arsene Wenger rất muốn ngồi lên ghế nóng của Bayern Munich. Đó là hiện tại thì nhà đương kim vô địch của nước Đức đang ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Một vị trí cực kỳ ưa thích đối với một huấn luyện viên từng có công trình nghiên cứu định luật bảo toàn top 4 nổi tiếng thế giới. Nhưng mà với tình hình hiện tại thì xem ra là có vẻ cả hai khó có thể đến với nhau. Ở bên Premier League thì Pep Guardiola và Sadio Mane vừa có một màn khẩu chiến qua lại, nhưng một phần khiến cho màn đối đầu giữa Liverpool và Man City sắp tới thêm phần thì bị. Cụ tỉ là trong trận đấu với Aston Villa tại vòng 11 Premier League, tiền đạo người Senegal đã sắm vai người hùng khi đã ghi một bàn thắng và thực hiện thành công một pha kiến tạo. Tuy nhiên, anh cũng đã phải nhận một thẻ vàng vì lỗi ngã vờ trong vòng cấm ở hiệp 1. Pep Guardiola đã ngay lập tức đưa ra nhận xét. Điều đó đã xảy ra nhiều lần trong vài năm qua. Mane thực sự là một tài năng đặc biệt. Đôi khi anh ấy sẽ ăn vạ hoặc ghi những bàn thắng đáng kinh ngạc vào phút cuối. Mane thì cũng chẳng ngại mà chơi bài ngửa luôn với Pep. Anh nói thẳng: nếu ngã vờ mà đem lại penalty thì tôi sẽ làm. Tại sao không? Đó, đôi khi chúng ta cũng phải xanh chín như thế, chứ không cần phải lựa lời rồi sợ bố con thằng nào cả. Pep Guardiola cứ nói nhiều đi, rồi trong trận đấu tới Mane lại ăn vạ trong vòng cấm Man City và được hưởng pen, thì lúc đấy chắc là Pep Guardiola tức học máu như là Lương Sơn Bá mất. Tiêu điểm chôn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn nhiều hơn với những thông tin liên quan đến bản hợp đồng mới của thầy Park Hang-seo. Trong buổi lễ quan trọng như ngày hôm qua, nhưng mà người ta lại thấy thiếu đi mất một người mà đã có công rất lớn để đưa huấn luyện viên Park về với bóng đá Việt Nam, rồi lại còn trả lương cho huấn luyện viên Park nữa. Đó chính là Bầu Đức. Vì một lý do nào đó mà Bầu Đức đã không xuất hiện trong buổi lễ, nhưng mà huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn nhắc đến Bầu Đức với sự tôn trọng. Ông nói: tôi nhớ giây phút này cách đây 2 năm, khi lần đầu tiên tôi gặp ông Đoàn Nguyên Đức. Ông Đức là người kết nối nhân duyên cho tôi, có tình yêu bóng đá và tâm huyết rất lớn. Tôi luôn cảm ơn Bầu Đức. Khi mà ra hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo, thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã hỏi ý kiến Bầu Đức. Phó Chủ tịch thường trực của VFF, ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: trong 2 năm hợp đồng đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo, chúng tôi nhận nhiều sự hỗ trợ từ Bầu Đức. VFF đánh giá cao những đóng góp của ông Đoàn Nguyên Đức trong quá trình phát triển bóng đá Việt Nam. Chúng tôi cảm kích vì điều này. VFF và ông Đức vẫn thường xuyên trao đổi với nhau. Ông ấy nói chúng tôi cần hết sức chủ động, tìm giải pháp để hướng tới việc giữ chân huấn luyện viên Park Hang-seo. Vậy là sau ngày hôm nay thì Bầu Đức đã không phải trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo nữa rồi. Oppa Park đẹp trai còn chia sẻ thêm: tôi đã nghĩ nhiều trước khi ký hợp đồng. Thậm chí có người còn khuyên tôi nên nghỉ ngơi sau khi có kết quả. Nhưng mà tôi biết hiện nay người dân Việt Nam đang chờ tôi. Tôi cảm thấy lo lắng có tiếp tục thỏa mãn được chỉ số kỳ vọng rất cao của người Việt hay không. Tôi cũng tự hỏi là không biết đây có phải là lần ký hợp đồng cuối cùng của tôi với VFF hay không. Tôi biết nhân dân Việt Nam yêu quý và kỳ vọng vào mình. Chẳng biết là sắp tới tôi có đáp ứng được kỳ vọng đó hay không. Tôi cùng ban huấn luyện và các cầu thủ, chúng tôi lo lắng nhưng mà sẽ tiếp tục chuẩn bị, chinh phục các thử thách mới trong thời gian sắp tới. Truyền thông quốc tế cũng đã rất quan tâm đến sự kiện này của bóng đá Việt Nam.
Báo Thái Lan đưa tin là lương mới của huấn luyện viên Park Hang-seo ở mức 1,2 triệu đô một năm. Trong khi mà VFF cho biết là không thể công khai mức lương của huấn luyện viên Park Hang-seo trong bản hợp đồng mới, thì tờ Siam Sport của Thái Lan đã đưa tin mức lương này ở mức 1,2 triệu đô một năm, tương đương gần 28 tỷ đồng. Báo Indonesia thì đưa tin rằng huấn luyện viên Park như là một cơn ác mộng của các đội bóng Đông Nam Á. Vâng, nghe cực kỳ thuyết phục khi mà tới nay huấn luyện viên người Hàn Quốc vẫn chưa phải nhận trận thua nào khi mà gặp các đội ở giải Ao Làng. Trên fanpage của câu lạc bộ Chelsea cũng đã đăng tải bài viết để chúc mừng việc huấn luyện viên Park Hang-seo gia hạn với bóng đá Việt Nam. Còn đối với tôi thì tôi mong chờ nhiều hơn. Tôi mong chờ rằng trong tương lai, trên trang chủ của FIFA sẽ có dòng tít: huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam tạo nên kỳ tích, lần đầu tiên tham dự World Cup. Đến đây thì bản tin chôn bóng đá ngày 8 tháng 11 cũng xin phép kết thúc. Cảm ơn tất cả các thánh đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.